Xin chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn giữ băng tần 57.3, 16.10 và 27.4 của chúng tôi. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình điểm báo của buổi sáng ngày hôm nay. Và thưa quý vị, chương trình này hân hạnh được bảo trợ bởi tiệm vàng Miley. Tiệm vàng Miley vẫn bán hàng cho quý vị, vẫn bán vàng nè, đồng hồ Rolex nè, nữ trang nè, cũng như là có luôn cả những cái món trang sức mà vô cùng độc đáo và chị Miley thích thân design đó, rất là đặc biệt để gửi đến tận nhà cho quý vị, cho nên quý vị hoàn toàn có thể mua sắm cùng với tiệm vàng Miley mỗi ngày thứ ba từ 1:30 cho đến 3:00 trên cả ba băng tuần của VNA và trên YouTube live streaming trên YouTube Miley Diamond Show. Miley dính liền nhau rồi sau đó chữ Diamond và chữ Show, quý vị sạch là thấy liền ngay lập tức. Và tiệm vàng Miley từ đây cho đến ngày 23 tháng 6, tức là ngày Father's Day, thì quý vị nào mua bất kỳ sản phẩm nào của tiệm vàng Miley cũng đều có cơ hội để bốc thăm trúng thưởng. Cái invoice mua hàng của quý vị chính là cái number lucky của quý vị luôn, cho nên là quý vị nhớ mua hàng của tiệm vàng Miley, biết đâu được thần tài gõ cửa thêm lần nữa để mà quý vị nhận được quà rất là hấp dẫn của tiệm vàng Miley gửi đến cho quý vị xổ số vào ngày 23 tháng 6 trong dịp lễ Father's Day. Và tiệm vàng Miley có nhận đầy đủ các loại thẻ tín dụng rất là đơn giản và gửi hàng đi khắp toàn quốc Hoa Kỳ. Số phone để cho quý vị liên lạc đó là 714-653-5207, 714-653-5207 hoặc 714-622-9573, 714-622-9573. Trân trọng cảm ơn quý vị. Và tiếp đến nữa là ODC Insurance. Quý vị cần mua bảo hiểm cho gia đình của mình, nhà, xe, thương mại, hoặc là quý vị cần mua bảo hiểm Life Insurance cũng như bảo hiểm hậu sự, hoặc là quý vị cần có dịch vụ DMV, mời quý vị ghé đến với ODC Insurance. Số phone là 714-839-1498, 714-839-1498. Tiếp đến nữa, chúng tôi xin mời quý vị ủng hộ cho Sun Power by Eco Solar. Và có một dự luật của Thượng viện và Hạ viện vừa mới thông qua để mà ủng hộ cho những người nào mà quý vị sử dụng cái solar panel, tức là có hệ thống solar cho gia đình của mình, giá điện rất là nhẹ nhàng, tốt lắm luôn, và có những chương trình ưu đãi đặc biệt của chính phủ dành cho quý vị. Cho nên mời quý vị nhớ ghé đến với Sun Power by Eco Solar. Số phone là 714-265-9077, 714-265-9077. Dạ, và tiếp đến vẫn là những bản tin gửi đến cho quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay. Kính thưa quý khán giả, dạ, xin mời chú. Vâng, thưa quý vị, một lần đầu tiên chúng tôi đã thấy có một vị trí thức ở Sài Gòn dám can đảm nói lên cái vấn đề mà mô hình xã hội chủ nghĩa của Cộng sản phải sụp đổ và thay đổi. Ông tiến sĩ Phạm Quý Ngọ từ Hà Nội đã gửi tới đài BBC một bản nhận định rất sâu sắc. Ông đã phân tích về cái chế độ Xô Viết Cộng sản ngày xưa được thành lập từ những thời năm xưa, những cách đây tới 70 năm. Thưa quý vị, thì trong cái bản cương lĩnh của Đảng Cộng sản thì chế độ Cộng sản, tức là chế độ Xô Viết cộng với điện khí hóa toàn quốc, khi đó là vấn đề mà điện khí hóa nó chưa có được văn minh, cho nên người dân vẫn còn cần phải cái điện khí hóa. Và do đó mới có cái bản cương lĩnh của Đảng Cộng sản ra đời là nhằm lật đổ tất cả chủ nghĩa tư bản để cho mọi người dân đều có điện khí hóa để xài trong nước. Nhưng bây giờ cái chuyện đó xưa lắm rồi, nó không còn thực hiện được nữa. Và ông Phạm Quý Ngọ cũng đã phân tích rằng là cái chủ nghĩa mà Cộng sản này được áp dụng ở Trung Quốc cũng không phải nữa. Bây giờ tất cả các quốc gia trên thế giới, dù cho là đứng dưới dù xã hội chủ nghĩa, cũng đều không áp dụng cái mô hình mà Cộng sản ngày xưa nữa. Do đó ông đề nghị phải sửa đổi. Và vì cái mô hình xã hội chủ nghĩa này nó thật sự là lỗi thời. Bây giờ cũng như Việt Nam, ông có phân tích là Việt Nam bây giờ không phải là xã hội chủ nghĩa mà là một xã hội kinh tế thị trường dưới cái sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Do đó thì ông muốn gạt bỏ tất cả mọi cái mô hình mà bắt chước theo Trung Cộng để mà trở thành một cái mô hình mới chính thức và thích hợp với thời đại mới của nhân loại mà hơn. Đây là một cái bài phân tích nhận định rất là sâu sắc của một ông tiến sĩ được đào tạo trong xã hội chủ nghĩa. Thì hy vọng rằng cái bản kiến nghị này sẽ đánh động lương tâm của những nhà cầm quyền của Cộng sản Việt Nam. Nhưng mà đây là một hy vọng thôi, chúng tôi không nghĩ rằng là vì cái quyền lợi của họ bây giờ lớn lao quá. Chúng ta thấy rằng tất cả các đảng viên mà có những chức vụ cao cấp đều có quyền lợi mênh mông. Chúng ta nhìn vào những căn nhà, những biệt thự, những cái xe hơi, những cái nhà mà chát vàng của họ, thật sự nhà chát vàng thật đó, nhà vàng 24 luôn đó, là để những con gà bằng vàng, mấy kilo vàng trên đó, rồi những con cái của tướng tá đeo đầy vàng đầy tay hết, nặng có người đeo tới ông đại tá, mà con của ông đại tá, một con đại tá Việt Cộng đó, đeo cái vàng khoảng chừng 10 kilo trên người luôn. Thành ra vấn đề mà kêu gọi mà bỏ hủy bỏ cái
mô hình xã chủ nghĩa đó là một cái chuyện mà ông chỉ cần là phép lạ thưa quý vị. Dạ, kính thưa quý khán giả, tiếp đến nữa là một bản tin liên quan đến việc là kết quả thử nghiệm ban đầu của vaccine của tổ chức Moderna đã cho thấy có những điều tốt khi mà những người được tiêm thử vaccine đã thành thành được kháng thể, và có thể là những cái xét nghiệm này nó có thể qua được gọi là cái phase 1 để mà tiến đến sẽ có thể được sản xuất nhanh chóng hơn, và biết đâu chúng ta có quyền hy vọng cuối năm nay mình có thể có được vaccine. Những cá nhân được thử nghiệm đã xác nhận được là vaccine COVID-19 của tổ chức Moderna đã có những kết quả rất là tốt, và đến nay thì đây là một cái công ty sinh học kết hợp với Viện Y tế Quốc gia để phát triển loại vaccine, và các nghiên cứu rất là suôn sẻ, vaccine của công ty có thể cung cấp sớm nhất là vào tháng giêng của năm 2011 là sớm nhất, và cho đến nay thì người thấy những tin tức hoàn toàn tốt vì những người mà đã được tiêm thử vaccine đều tạo ra được kháng thể hết, và đều có đây là một cái bước đầu để mà gọi là qua được cái giai đoạn thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1. Dạ, và thực ra đây là một cái thử nghiệm mà được dựa trên ít người thôi, chủ yếu là để coi thử họ có nguy hiểm đến sức khỏe của họ hay không, kháng thể có được hình thành hay không. Và khi mà cái phase 1 này đó đã được thực hiện rồi và rất là thành công, những người được tiêm thử đã tạo ra được kháng thể và cũng như là không có nguy hiểm, thì họ sẽ tiếp đến nữa là thử nghiệm những cái bước tiếp theo và nhanh chóng để mà có thể tạo ra được vaccine. Và cho đến nay thì thử nghiệm vaccine đã thành công ở giai đoạn đầu, thưa quý vị. Thưa quý vị, tiếp theo một cái bản tin xin phòng máy cho cái link số 8. Cựu Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam ra tòa án. Thực ra như chúng tôi cũng vừa thưa quý vị là tất cả những người lãnh đạo Việt Nam, phải nói tất cả không có trừ một người nào hết, những người lãnh đạo từ cấp đại tá và quân đội hay là thiếu tướng quân đội, rồi đến bên dân sự hành chính hay là giám đốc, phó giám đốc, tổng giám đốc, rồi bí thư, phải nói là tuyệt đại đa số những người đó đều có tham nhũng, và những tham nhũng tùy theo tham nhũng lớn hay nhỏ, mà những cái vụ tham nhũng làm chấn động thế giới thì những người đã bị xử. Ngày hôm nay chúng tôi đã thấy có một cái tin là cựu Thứ trưởng Quốc phòng, Thứ trưởng Quốc phòng là một nhân vật rất là lớn, mà Nguyễn Hiến là tòa án quân sự. Ngày 18 tháng 5 thì tòa án quân sự quân chủng hải quân nó bắt đầu xét xử cựu Thứ trưởng Quốc phòng tên là Nguyễn Văn Hiến cùng các bị cáo khác liên quan đến sai phạm đất đai tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo báo Tuổi Trẻ, trong phiên tòa này liên quan đến sai phạm tại khu đất vàng trên đường Tô Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, Đô đốc Nguyễn Văn Hiến bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 3 của Bộ Luật Hình sự. Cùng ra tòa với ông có 4 người khác, gồm có là Bùi Như Thiềm, cựu trưởng phòng kinh tế quân chủng hải quân, Đoàn Mạnh Thảo, cựu trưởng phòng tài chính quân chủng hải quân, Bùi Văn Nga, cựu giám đốc công ty Hải Thành và Trần Trọng Tuấn, cựu phó giám đốc công ty Hải Thành. Cả 3 người khác đều bị truy tố về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, gồm Đinh Ngọc Hệ, cựu phó tổng giám đốc tổng công ty Thái Sơn, Phạm Văn Duyệt, các ông tổng giám đốc công ty tập đoàn Đức Bình và Vũ Thị Hoan, cựu giám đốc công ty Yên Khánh. Những người này bị tội kêu là chiếm đoạt tài sản. Báo Tuổi Trẻ cho hay trong phần này là ông Hiến đã trả lời một cách rõ ràng câu hỏi và đồng ý nhận tội. Thưa quý vị, đây là một cái vụ án tương đối lớn. Trước đây chúng ta thấy đã xử ngay đến cả những người trong Bộ Chính trị nữa. Và các thiếu tướng công an, rồi các trung tướng công an, tất cả những người đó đều đã bị những bản án rất là lớn. Nhưng mà một điều ngạc nhiên chúng ta thấy là cho dù các bản án là lớn đến đâu chăng nữa, thì những vụ sai phạm, gọi là sai phạm và cướp đất của nhân dân vẫn tiếp tục mà không biết bao giờ chấm dứt. Dạ, thưa quý vị, tiếp đến là một bản tin liên quan đến việc có 2 người đàn ông đã đeo cái mask, nhưng mà không phải là cái mask để mà bảo vệ coronavirus, mà cái mask này đã đi ăn trộm. Mà cái mask này là không phải bình thường như chúng ta là chỉ có bịt kín mũi hay là miệng mình thôi, mà trùm kín luôn cả cái phần đầu bằng dưa hấu, thưa quý vị. Đây là 2 người thanh niên trẻ thôi, và xảy ra ở tại một cái thị trấn nhỏ ở khu vực của Virginia. Và ở đây đó thì cảnh sát đã được gọi đến, tại vì 2 người thanh niên đã mang trái dưa hấu có khoét 2 con mắt để mà đi vào và lấy trộm đồ ở một trong các cửa hàng có tên là Sis ở khu vực của Louisiana. Và ở đây đó là họ có đi một chiếc xe Toyota Tacoma màu đen đời 2006 tới đổi
dưa hấu và sau đó thì đi vào trong lấy đồ. Thì thực ra họ cũng không có lấy đồ gì nhiều, chỉ là lấy rượu, và nhưng mà họ không đủ tuổi để có thể sở hữu rượu. Dạ, như vậy là dưới 21 không đủ tuổi để sở hữu rượu, mà đã vậy còn lấy cắp rượu nữa, và thật là hớ hên như vậy. Cho nên là cảnh sát đã bắt giữ được một người, còn nghi phạm thứ hai đang được cảnh sát điều tra để bắt giữ, kính thưa quý vị. Bây giờ một tin vui nữa, mà bây giờ trước khi vào cái tin vui này, hỏi Mỹ Linh có giờ thấy đàn ông có bầu mà sang sản không? Dạ chưa luôn á. Chưa, bây giờ đàn ông này có nè. Dạ chưa bao giờ luôn. Bây giờ có tin nè, người đàn ông có bầu sang và sang rồi. Dạ, sinh được rồi luôn. Không phải sao sinh được ta. Chắc là phải sinh mổ rồi. Cái cặp đôi là Minh Anh và Minh Khang là cặp đôi từng gây sự chú ý khi tất loại hoán đổi giới tính cho nhau. Cụ thể là Minh Anh chuyển thành giới nữ và Minh Khang chuyển thành giới nam. Và Minh Khang á là Minh Khang và Trần Thế Nam thành chồng, và Minh Anh là vẫn là đàn ông mới thành vợ. Thì cô vợ Minh Anh đăng lên trang cá nhân việc chồng mình vượt cạn thành công. Tức là khi chuyển đổi giới tính rồi nhưng vẫn còn giữ lại những bộ phận cơ thể của người nữ, cho nên vẫn mang bầu. Hẹn gì vậy mới sinh được chứ nó không sao sinh. Dạ. Đây là một chuyện lạ bốn phương nhưng mà cũng là vui. Việt Nam bây giờ cũng chịu chơi quá. Dạ. Bố tròn con vuông sau 9 tháng mang thai. Dạ. Lạ lùng, và trong khi đó thì trước đó thì bác sĩ không có tin tưởng là người này có thể sinh con được, nhưng mà bây giờ thì kết quả là đã sinh con được đàng hoàng. Và trong khi mà sinh con xong thì hai vợ chồng này đã trở thành nổi tiếng trên toàn thế giới. Và Minh Khang trở thành người đàn ông đầu tiên tại Việt Nam mang thai và sinh con. Dạ, nhưng mà giờ quý vị đã hiểu rồi, tức là họ cái này là người chuyển giới thôi, họ chuyển đổi giới tính nhưng mà vẫn còn giữ lại cái bộ phận của mình để có thể sinh sản. Dạ, cho nên là cái chuyện này cũng không lạ lắm, nhưng mà cái khả năng tại sao họ đã phải tiêm hormone này kia để chuyển đổi giới tính rồi mà vẫn có thể sinh sản được thì không làm được 100%. Dạ. Vẫn còn sót sơ sót cái gì đó. Dạ, yeah. Thưa quý vị, tiếp đến nữa là một bản tin liên quan đến việc là các video clip giám sát và cũng như là những gì mà đã quay được ở trên cell phone đã cho thấy nhiều chi tiết hơn liên quan đến cái chết của Amo Arbery. Chắc là quý vị còn nhớ đó, là chúng tôi đã gửi đến bản tin làm cái chết của một người thanh niên da đen đã bị hai người đàn ông da trắng bắn chết, và các giới chức họ tìm kiếm những cái bằng chứng để chứng minh rằng có thể đây là một vụ giết người vì phân biệt chủng tộc và thù ghét. Thì rõ ràng là có rất là nhiều người trong cái video clip mà quý vị đang coi, có nhiều người lắm đi ngang qua đi lại của cái khu vực nhà này, và tại vì họ trong một cái khu viên như vậy thì có nhiều người đi ngang qua lại trong khu vực, nhưng mà chẳng có ai là bị thương hết, và mỗi ngày đều có nhiều người để mà chạy bộ qua khu vực này nhưng mà không ai bị bắn và chẳng có việc gì xảy ra. Và rõ ràng là Arbery chính là người mà bị hai tên này nhắm đến thật sự, chứ không phải là họ bắn một cách gọi là bừa bãi hay là vô tình trở thành nạn nhân, mà thật sự là theo cái người tên là Gregory và Travis Mark Michael là hai người tình nghi thì đang bị bắt giữ. Thì trong quá trình thẩm tra thì người tên là Gregory Mark Michael thì nói với cảnh sát rằng là anh ta nổ súng và theo đuổi Arbery tại vì họ tưởng nghĩ rằng là anh ta giống như một trong nghi phạm của một cái vụ đột nhập gần đây, và hàng loạt vụ đột nhập xảy ra cho nên họ mới phải rượt theo cái anh chàng này. Nhưng mà cảnh sát cho biết là không có vụ đột nhập nào trong hơn 7 tuần trước khi vụ nổ súng. Có nghĩa là trong gần 2 tháng không có bất kỳ một vụ đột nhập nhà cửa nào, trộm cắp nào xảy ra hết. Nhưng mà khi mà đưa lời khai đó thì cái người đàn ông là Gregory McMichael thì nói là tại vì anh ta nghi ngờ là Arbery giống như là một nghi phạm đột nhập nhà người ta gần đây cho nên là mới nổ súng và rượt theo. Nhưng mà sự thật thì không phải là như vậy. Và những video clip cho thấy rằng là có nhiều người chạy bộ ngang qua khu vực này nhưng mà rõ ràng Arbery là người bị nhắm đến, kính thưa quý vị. Dạ, và đến đây thì xin mời quý khán giả vẫn giữ những băng tần của VNA TV. Chúng tôi sẽ quay trở lại xung quanh quảng cáo.